Dạ em Thắng Phạm xin chào các anh đang xem video ạ. Và hôm nay em lên video review giới thiệu với các anh xem một vài combo máy phang với máy bắn dít của hãng Milwaukee nè các anh, của hãng Makita, hãng Dewan, rồi hãng LED, rồi hãng Metabo. Em giới thiệu và review các anh xem combo và tham khảo hết các anh. Và các anh xem thấy em giới thiệu và thấy có nhu cầu muốn mua máy liên hệ đến em. Em là Thắng Phạm á các anh ơi, có số điện thoại ngay trên màn hình luôn á các anh. Đây là số điện thoại và số này có Zalo luôn ạ. Các anh hãy kết bạn Zalo với em. Có cần tư vấn gì cứ nhắn Zalo em. Em sẽ chụp hình máy và gửi qua Zalo cho các anh mình xem và tham khảo hết các anh. Có Zalo gửi hình xem nó sẽ dễ hơn. Và với các anh xem máy thấy được ok cho em xin một like với các anh, với xin một đăng ký kênh, với bấm vào nút chuông để nhận được thông báo khi em lên video mới review giới thiệu với các anh xem. Và có những sản phẩm mà sale giá đâu á, mình xem trước mình mua trước các anh. Dạ rồi, em Thắng Phạm xin cảm ơn rất là nhiều ạ. Xin mời các anh xem video ạ. Và có mắt kiếng và bao tai các anh. Có mấy anh khách hôm nay chốt hết hàng rồi. Còn mấy cái túi sách nè, mấy cái túi sách thì chưa có khách chốt các anh. Vẫn còn hết các anh. Bao tai với mắt kiếng thì hết rồi. Rồi, ok. Ở đây em giới thiệu với các anh xem là bộ combo của hãng Makita. Hàng nhập Mỹ nha các anh. Đây là hàng nhập Mỹ á, hàng Mỹ nha. Đây là combo máy bắn vít và máy phang và hai cục pin 18V 4.0 và với một cái sạc nhanh. Sạc là xài điện 220 nha anh. Làm điện 220 xài ngon lành luôn á. Và combo Makita này thì có giá cỡ 6,5 triệu nha anh. Giá 6,5 triệu thôi. Các anh xem máy phang. Đây là cái phang ba chức năng, chế độ phang, chế độ bắn vít và chế độ phang gỗ, phang sắt. Và có số 1 và số 2. Và máy động cơ motor không chổi than nha anh, brushless. Bên đây nó có cái tem, tem mát mẫu như thế này. Có mã là XBH12, sản xuất năm 2021 vào tháng 12 hết anh. Và máy thì Made in China xuất Mỹ, có chứng nhận COLUS là chứng nhận tiêu thụ tại thị trường Mỹ nha. Máy có đầu kẹp bằng nhựa Autolock 13mm. Có phụ kiện là móc treo đầy đủ nha các anh. XBH12. Cây phang này lực kéo cỡ 60 N. Nghe tiếng máy chạy im quá các anh ơi. Quá đã luôn. Máy xài pin 18V 4.0A. Đây thì bên dưới cục pin có cái tem. Cục pin là cell pin là Made in Japan nha các anh. Sản xuất ở Japan luôn á. Xe pin Made in Japan xài ngon lành, chắc chắn xài cũng ok lắm các anh. Đây là hàng mới chầm chầm. Rồi đó là cây phang ba chức năng XBH12. Còn đây là cây bắn vít. Cây bắn vít là rất là nổi tiếng, rất nhiều các anh xài Makita sử dụng cây vít này. Cây này là cây chuyên bắn vít, có lực là 170 N. Và máy thì động cơ motor không cỡ than, brushless. Và có tem mát như này Makita XDT13, có chứng nhận UL là chứng nhận tiêu thụ tại thị trường Mỹ nha các anh. Và máy chạy vòng tua là 3400 vòng và có lực nhịp gỗ búa là 3600 nhịp. Máy chuyên bắn vít và gắn mũi vít vào ha. Và có đèn chiếu sáng luôn. Máy xài pin 18V và pin 18V này 4.0 là cell pin Made in Japan. Nó đi chung một cặp với cây phang. Và máy có lực đập gỗ búa là 170 N hết anh. Nghe tiếng máy chạy quá ok luôn các anh. Rồi, và combo này các anh đang xem trên màn hình đó các anh ơi, thì có giá là 6,500,000 nha. Giá 6,5 triệu nha các anh. Sạc là điện 220 nha. Rồi ok, các anh xem mà có nhu cầu muốn mua alo em ha. Rồi, đây cái bắn vít để qua đây. Rồi combo này. Rồi tiếp theo thì combo. Rồi combo máy phang và máy bắn vít dòng đời cao hơn. Đây là dòng cao cấp hệ 18V. Vẫn là combo máy phang, máy bắn vít và pin và sạc ha các anh. Đây là bản cái sạc là sạc nhanh nha. Sạc nhanh điện 220. Rồi đây là cây bắn vít. Dòng đời cao và xài pin 18V 5.0 luôn. Hai máy thì hai quả pin. Cây bắn vít chạy quá im hết các anh.
đây là cây bắn vít Makita, máy động cơ motor không chỗ thang Bestless. Và bên đây thì có cái tem các anh đây, đây Makita XDT16, có chứng nhận OL là chứng nhận tiêu thụ tại thị trường Mỹ và có thông số vòng tua ở đây ha. Đây máy chim bắn vít. Phía trước xài có bạc đạn luôn á, có bạc đạn đầu cốt sẽ chuẩn ngay. Và đây thì nó có cái nút bấm là bấm nó nhảy số dưới này nè, đó chỉnh lực đó 1 2 3 4 á, đó. Rồi đèn chiếu sáng hai bên luôn. Cái này thì có lực là cỡ 205 newton ha. Rồi có các nhiều nút điều chỉnh 1 2 3 4, và bên đây thì các chế độ bắn vít tự động rồi ha. Tiếng máy chạy khá là im luôn á, chạy im hơn cây Makita XDT13 nữa. Và đây thì bên dưới cục pin thì có tem mát chữ tiếng Anh không à, cell pin là made in Singapore nha các anh, 18V 5.0 cell pin Singapore. Đó, cây bông bích này đây là hàng mới chăm chăm nha anh, hàng nhập Mỹ nha, có chứng nhận UL là chứng nhận tiêu thụ tại thị trường Mỹ đó. Rồi và tiếp theo là cây fan ha, cây fan là dòng đời cao luôn. Đó, dòng đời cao cấp nhất, xài pin 18V 5.0 luôn, và cục pin là made in Singapore luôn nha. Đó, máy động cơ motor không chở than. Bên đây thì có cái tem là mã là XBH14 ha các anh. Đó, có chứng nhận UL là chứng nhận tiêu thụ tại thị trường Mỹ. Đó, cây này là XBH14 và mẫu này là mẫu năm 2022. Đó, có 3 chức năng, chế độ bắn vít, phan gỗ phan sắt và có búa để phan tường phan bê tông. Có cấp độ số 1 và số 2. Số 1 thì nó chạy vòng tua là 550 vòng và số 2 nó chạy vòng tua là 2100 vòng. Và đầu kẹp bằng thép Autolock 13mm. Và cái đầu kẹp này á các anh, là năm 2022 hãng đã thay đổi cái đầu kẹp khác rồi nè các anh. Đó, đầu kẹp mới. Rồi đầu kẹp tháo mở nó sẽ dễ dàng và siết chắc hơn cái đầu kẹp đời cũ. Đầu kẹp đời cũ nó hay bị tuôn á. Cái đầu kẹp này thấy chuẩn á các anh. Đó, em thử gặt thấy là chuẩn lắm á. Ngon lành ha. Makita đúng là im thiệt các anh. Máy chạy rất là im, rất là mịn luôn. Máy có lực mạnh là 140 Newton. Hãng có cho thêm cái cây tay cầm. Đó, cây tay cầm là kèm theo các anh. Máy thì có móc treo đồ đầy đủ nha các anh. Hàng mới chăm chăm. Và combo này thì em báo giá với các anh tham khảo, thì các anh đang xem trên màn hình, combo này thì có giá là cỡ 8.8 triệu nha các anh. Giá 8.8 triệu cho combo dòng đời cao nhất và đỉnh nhất hãng nha. Dòng 18V rồi Makita XDT16 và XBH14 và sạc nhanh và pin 18V 5.0 và pin 18V 5.0 luôn, pin zin, cell pin là made in Singapore. Giá 8.8 triệu, các anh xem và tham khảo nha các anh. Rồi ok. Tiếp theo đây thì có cây bắn bù lông loại lớn. Cây này thích hợp với các anh mà bắn những ốc bánh xe container các anh. Cây đầu dài nè. Đầu dài đầu 1 inch ha. Và cây này có lực là 2700 Newton và xài pin M18. Red lithium 2 output là nguồn xả cao các anh, HD 12.0 ampe. Một cục pin này có thể mở được cả 100 con ốc bánh xe container nha. Những xe tải đồ 30 mấy tấn đồ á, container đồ á là ok mở cây này. Cái này đem theo xe đồ các anh để mở thay lớp bánh xe cua đồ á ha, là ngon lành luôn ha. Và cây này thì giá cỡ 12.900.000 nha các anh. 12.900.000 thôi. Các anh xem mà có nhu cầu muốn mua thì alo em ha. Rồi ok. Rồi. Tiếp theo đây thì cái bộ máy fan. Combo máy fan, một cây fan và một cục pin và một cái sạc. Và combo này của hãng Dewan màu vàng. Máy màu vàng, hàng nhập Mỹ nha các anh. Và để em review giới thiệu với các anh xem mẫu máy ha. Và cây fan này là của hãng Dewan, xài pin 20V max, máy động cơ motor không chở than và có đầu kẹp bằng thép Autolock 13mm,
Cái này là cây ba chức năng nha các anh. Có búa để phan tường, phan bê tông và chế độ phan gỗ, phan sắt và chức năng bắn vít đầu. Có 3 cấp điều chỉnh số nhanh và chậm ha. Máy này là xài pin led von nha các anh. Và bên đây thì có cái tem là DCD999, cái này là hàng nhập Mỹ nha. Và xài pin là led von nha các anh, 20V và 60V max, dung lượng là 6A. Và bên dưới có tem mát như thế này đó, các chữ tiếng Anh không ha. Cục pin này là 6A nha. Khá là ok. Và đây là hàng nhập Mỹ nha các anh, DCD999. Và đây là cây phan DCD999. Rồi ok. Ở đây thì có cái sạc là sạc nhanh DCB1106. Sạc này chuyên sạc cho pin led von 6A nè. Charger 6A ha. Rồi, và em báo giá với các anh tham khảo là đây là máy phan và cục pin led von 6A và cái sạc DCB1106 thì bộ này có giá tầm khoảng 6.250 nha các anh. 6.250 cho một bộ này. Các anh xem và tham khảo, có nhu cầu muốn mua bộ máy phan màu vàng này alo em ha. Rồi ok. Rồi tiếp theo thì có bộ máy phan của hãng LED các anh ơi. Đây là combo luôn. Combo hai máy luôn ha. Đây là combo hai máy, máy phan và máy bắn vít và sạc. Sạc này đó là sạc thuộc dạng loại sạc nhanh. Sạc cục pin này là trong vòng 30 phút là đầy rồi các anh. Và cái sạc này là điện 220 luôn nha. Điện 220 và cây phan và cây bắn vít xài hà hai máy, hai pin. Mẫu này là mẫu máy bắn vít nha các anh. Mẫu máy bắn vít, máy động cơ mưa tưa không chỗ thang, brushless và có tem mát như thế này. Mã của nó là FX1351, máy chạy vòng tua tối đa là 3.400 vòng và máy chuyên bắn vít, bên trong tổ gài vít là nó có hai viên bi ha. Và máy led, máy này có chiều dài là cỡ 12 cm và có lực mạnh là 200 newton nha. Và chỗ phần tay cầm hãng thiết kế cầm rất là chắc tay nha các anh. Như thế này gần guốc đồ không ha. Máy xài pin 24V nha các anh, 24V. Cục pin này là 24V 2.5A. Bên dưới cục pin thì có tem mát chữ tiếng Anh nhưng mà 24V 2.5A và công suất nguồn xả là 60W/giờ. Và có số seri ở đây và có chứng nhận COLOS là chứng nhận tiêu thụ tại thị trường Mỹ luôn ha các anh. Như vậy á. Cái này hàng mới chăm nha. Cây chuyên bắn vít thì có lực là 200 newton. Các anh xem và tham khảo. Rồi tiếp theo là cây máy phan. Rồi đây là cây máy phan các anh ơi. Đây là cây máy phan ha. Cây máy phan này thì có hai chức năng. Máy này thì không có búa, chế độ bắn vít và chế độ phan gỗ, phan sắt ha, có thể phan tường được ha các anh. Và cây phan này là thích hợp với các anh làm nhôm kính, phan gỗ hoặc là xài gia đình đồ á, cũng khá là ok. Và máy động cơ motor không chở than, led nha các anh, led. Và có hai cấp số 1 và 2. Số 1 nó chạy vòng tua là 600 vòng và số 2 nó chạy vòng tua là 2200 vòng. Đây thông số vòng tua ở đây. Và máy có mã là FX1151 ha các anh. Và máy có đầu kẹp bằng thép Autolock 13mm, đầu kẹp rất là đẹp luôn, chạy rất chuẩn nha các anh, ngay á, đồng tâm ghê lắm á. Ok. Và bộ này tay cầm đầu cầm cũng khá là ok. Xài pin 24V 2.5A. Đây là một cặp phan và bắn vít, hai máy hai pin luôn. Mẫu mã như thế này, nghe tiếng máy chạy rất là đầm á các anh. Và đây thì combo này giá 6.200. Và một cây phan, một cây bắn vít và hai cục pin và một cái sạc xài điện 220, giá là 6.200 các anh. Giá 6.200. Các anh xem và tham khảo, có nhu cầu muốn mua bộ combo này alo em nha, có số điện thoại ngay đây. Rồi em cảm ơn. Rồi tiếp theo thì đây là bộ máy led với bộ Makita. Các anh xem hai cái này nhắm căng xứng không các anh. Hai cái này cũng là đối thủ không. Hai này đối thủ. Cây này là lực 180 newton, rồi cây bên đây là 200 newton.
Và cây này là lực 60 N và cây bên đây là lực 95 N. Đó. Các anh xem mà thấy cân xứng không ha. À, hai máy này là hàng nhập Mỹ hết các anh. Đó. Cái Makita là công nghệ của Nhật. Đó. Còn cái này là công nghệ của Đức. Đó. Rồi ok. Và tiếp theo đây thì là combo dòng đời cao hơn. Đó. Đây là combo dòng đời cao cấp. Đó. Rồi, cao cấp nhất luôn. Đó. Và đây là cây phan 5 chức năng và cây bắn vít. Rồi với cái sạc. Và đây thì có cái sạc ha. Cái sạc là xài điện 220 luôn ha. Cái sạc xài sạc cục pin 2.5A là trong vòng 30 phút. Và đây là cục pin 5.0 là trong vòng 60 phút. Và cây máy phan lực mạnh á, là có cây tay cầm luôn canh. Đó, có móc treo và có mũi vít đồ đầy đủ ha. Em giới thiệu với các anh xem bộ combo này. Đó. Bộ combo này là có giá là 9.4 triệu nha anh. À, 9.400.000. Đây là cây bắn vít nè. À, cây bắn vít này nhìn ngầu hơn cây vít kia hết anh. À, cây vít lực 200 N nhìn không ngầu bằng cái này ha. Cái này là lực là 282 N. À, máy chuyên bắn vít mẫu này là rất là ngắn gọn, nó chiều dài chỉ có 11 cm thôi và nó có nút là tháo vít nhanh luôn nha. À, bấm tháo vít nhanh luôn ha. Và máy động cơ motor không chổi than. Và bên đây thì có mã là FX1371A 24V. Và đây là các thông số vòng tua. Số 1 nó chạy vòng tua là 1900 vòng. Và số 2 nó chạy vòng tua là 2700 vòng. Và số 3 nó chạy 4000 vòng. Đó, máy cầm rất là vừa tay luôn các anh. Và đây thì nó có các cấp chỉnh lực. À, đây là chế độ bắn vít ngắn và vít dài. Nổi đèn xanh hả các anh. Có đèn chiếu sáng ở đây luôn nè. Ở đây thì 3 cấp. 1 à. Một chạy vừa bắn ống vít nhỏ nhẹ ha. Và hai là bắn ống vít vừa. Số 3 là mạnh nhất nha các anh. Đó. Nó chạy vòng tua tối đa là 4000 vòng và lực mạnh lên đến là 282 N. Đó, rồi ok, đó là cây vít và đây là cây phoang. Cái phan này nó có 5 chức năng nha các anh. À, mẫu mã như thế này. Máy có chiều dài là cỡ 18 cm. À, máy LED. À, động cơ motor không chổi than. Có chức năng chụp bô. Và máy có cấp 1 và cấp 2. À, cấp 1 nó chạy vòng tua là 550 vòng. Và cấp 2 nó chạy 2000 vòng. Và nó có chức năng chụp bô là có thể tăng tua lên. À, máy chạy mạnh hơn là tăng công suất đó các anh. Và có 5 chức năng. Ở trên này thì 3 chức năng. Chức năng bắn vít và chức năng phan gỗ phan sắt. Và có búa để phân tường phan bê tông. Và đầu kẹp bằng thép Autolock 13mm. Đầu kẹp này khá là xịn sò ha. Đó. Và mẫu như thế này. Ở đây thì chức năng thứ tư là chức năng chụp bô, là tăng công suất máy lên. Đó. Bấm nổi đèn xanh nè. Này là bình thường nè nha. Máy chạy vòng tua 2000 vòng. Và bấm nổi đèn xanh lên. Đó, là máy chạy vòng tua là 2500 vòng. Đó, mẫu mã nhìn rất là gồ ha các anh. Đó, nhìn rất là ngầu luôn á. Rồi và chức năng thứ 5 là chức năng chống giặt bảo vệ cổ tay. Đó, giống như lắc ngang cái giặt ngang cái anh đang phan mũi phan lớn nặng á. Nó có giặt á. Nó ngắt bảo vệ cổ tay của mình không có bị đau hết á. Đó. Đó, thấy khá là ok. Và cây này thì xài pin 24V 5.0A. Đó, combo là như vậy, pin 2. Và pin 5. Ha. Đầu pin 5.0 thì có công suất nguồn xả là 120W/h. Có số series và có chứng nhận COLOS là chứng nhận tiêu thụ tại thị trường Mỹ. Đó, mẫu mã như vậy á các anh. Chống giặt bảo vệ cổ tay ha. Lắc chỉ cần nghiêng chút xíu là giặt chút xíu là nó sẽ ngắt rồi. Nó không có giặt đau đến cổ tay của mình. Máy phoang thì có lực mạnh lên đến là 158 N. Lực mạnh chùm nhất luôn. 158 N lần. Ây, nguyên combo này các anh đang xem trên màn hình thì có giá 9.4 triệu hết anh. Nguyên hộp nguyên thùng luôn. Đó, em lấy máy ra review giới thiệu với các anh xem cho nó dễ. Và các anh xem và thấy bộ combo này thấy thích, có nhu cầu muốn mua, alo em ha. Rồi ok. Rồi và tiếp theo đây thì có bộ phan Metabo. Đó, bộ phan Metabo màu xanh như thế này.
Rồi, màu xanh, đây là combo Metabo hàng của Nhật các anh. Đó, Metabo HBT. Máy chạy rất là im. Bộ này thì giá là rất là im luôn á các anh. Đó, để em giới thiệu cái fan cái em dít và báo giá các anh tham khảo ha. Đó. Cái fan thì có 3 chức năng, chế độ bắn vít và chế độ fan gỗ phân sắt, và có búa để phần tường phan bê tông, và đầu kẹp bằng thép Autolock 13mm, máy động cơ mưa tưa không trở than, có chế độ 1 và 2 hoặc là nhanh là chậm các anh. Đó. Metabo, cầm cái fan rất là nhẹ, cầm cũng im tay lắm các anh. Rồi đây thì chỗ này nó có cái tem Metabo, có để Tokyo Japan là công nghệ của Nhật các anh. Cái này thì có chứng nhận UL là chứng nhận tiêu thụ tại trường Mỹ nha. Có mã là DV18DBFNL2, mẫu mã như vậy, và xài pin 18V 3.0 các anh. Có móc treo đồ đầy đủ ha. Bộ combo này thì nó có nguyên thùng luôn. Đây là cây fan và đây là cây bắn vít ha. Cây bắn vít này là công nghệ là động cơ motor không trở than, có chức năng chống nước IP56, Metabo. Đây là cây chiên bắn vít, động cơ motor không trở than. Và có chỗ bấm nút điều chỉnh nè, cấp độ rồi đó ha. Và thì có móc treo và máy xài pin 18V 3.0A, mẫu mã như thế này, có nút bấm tắt đèn và mở đèn luôn. Đây là cây chiên bắn vít của Metabo. Đây có cái cọng dây đeo luôn anh. Máy bắn vít thì có, cây máy phan thì không có dây đeo ha. Và đây là cái sạc của Metabo. Cái sạc này là xài điện 220 nha anh. Xài điện 220. Và combo Metabo này các anh xem và tham khảo em báo giá thì có giá là cỡ 5.8 triệu nha các anh. Giá cỡ 5.8 triệu. Và combo này các anh xem và tham khảo ha. Rồi ok, và tiếp theo đây thì combo Milwaukee. Combo Milwaukee hàng của Mỹ. Và đây thì combo này thì có cái sạc là xài điện 220 luôn. Đây là cây bắn vít và cây phoang. Và hai cục pin M18 5.0, cây phan lực mạnh thì có cây tay cầm trợ lực ha. Đây combo này của hãng Milwaukee và cái sạc là xài điện 220 nha anh. Đây là cây bắn vít của Milwaukee có lực mạnh là 226 newton, máy động cơ motor không trở than. Và đây thì bên đây có cái tem mát là mã là Cardno 2853-20, có số series ở đây và có chứng nhận COLOS là chứng nhận tiêu thụ tại trường Mỹ luôn. Và máy có 4 cấp điều chỉnh luôn, 1, 2, 3, và thứ tư là chế độ bắn ống vít tự động, khi mà đủ lực nó sẽ ngắt motor. Xài pin M18 5.0 các anh. Đây là hàng mới chăm chăm. Đây là cây bắn vít Milwaukee. Rồi ok, rồi đây là cây phan. Cái fan trong combo, cái fan Milwaukee, cái fan này hai chức năng, chế độ bắn vít và chế độ fan gỗ fan sắt. Rồi mẫu này thì có hai cấp, 1 và 2. Chế độ fan gỗ fan sắt ha, là fan cũng khá ok, có thể fan tường được luôn. Và có đầu kẹp bằng thép Autolock 13mm luôn, và máy động cơ motor không trở than. Và bên đây thì có cái tem là mã số của nó là Cardno 2803-20, có số series ở đây. Và có chứng nhận UNLOS là chứng nhận tiêu thụ tại trường Mỹ các anh. Máy xài pin M18 5.0 và có chỗ dắt mũi phan mũi vít và có móc treo luôn, đầy đủ ha. Và máy có lực mạnh là 135 newton. 135 newton luôn. Rồi ok, và đây combo sạc hai máy, máy bắn vít, máy phan và hai cục pin M18 5.0. Cây máy phan lực mạnh quá, 135 newton, thì hãng có cho theo cái cây tay cầm hết anh. Và combo như thế này thì em báo giá với các anh tham khảo thì nó có giá cỡ 7.8 triệu hết anh. Giá 7.8 triệu thôi. Và các anh xem có nhu cầu mua combo này alo em ngay trên màn hình nha, có số điện thoại là 056 641 6368, có gì alo em nha. Rồi ok. Rồi và bên đây thì có combo máy bắn bu lông mẫu này, và có cái sạc là xài điện 220 luôn, và xài pin M18 5.0,
và đây là cây bắn bu lông lực mạnh nhất, đầu vuông là 1/2, máy có lực là 1900 newton, máy động cơ motor không trở than. Rồi, máy này thích hợp với các anh sử dụng mở ốc bánh xe Taiga, Honda hoặc là ốc bánh xe xe 16 chỗ, xe khách đổ các anh, đầu vuông 1/2 mà lực là 1900 newton, thích hợp với các anh làm thợ máy đồ, sửa xe, sửa máy đồ, dặn những ốc bánh lồng, máy cài, máy xới đồ được ok á các anh. Và mẫu máy này thì đây là hàng chính hãng nha các anh, nó có mã là M18FHIVKF12. Nó có 4 cấp điều chỉnh luôn, 1, 2, 3, và chế độ tự động bắn ốc đủ lực nó sẽ ngắt motor ha. Và combo này thì có giá chỉ 7,5 triệu thôi các anh ơi. Giá 7,5 triệu thôi nha, 7,500,000 cho combo này có nguyên thùng luôn, hàng mới chăm chăm và bảo hành 1 năm, các anh yên tâm mua sử dụng ha. Rồi, và tiếp theo bên đây thì có combo, combo hệ M12 là 12V. Đây, có cây máy phoang và cây máy bắn vít và hai cục pin kèm theo như thế này. Các anh em xem trên màn hình đó, là cái sạc này là sạc điện 220, sạc điện 220. Và đây là cây máy bắn vít nhỏ gọn nhất luôn, nhỏ gọn nhất trong hệ máy phoang máy bắn vít này luôn ha. Mà lực khá là mạnh, lực là 145 newton, đủ lực để các anh mình làm việc bắn ốc vít đồ, lập ton lập nhà đồ chạy cũng ok các anh. Milwaukee, máy có 4 cấp chỉnh lực 1, 2, 3, và chế độ hình mũi vít đó là để phoang đồ á các anh. Rồi, và bên đây thì có cái tem mã số của nó là Casno 2553-20, có số series ở đây và made in Mexico, có chứng nhận COLS là chứng nhận tiêu thụ tại trường Mỹ luôn. Đó, và máy xài pin M12 2.0, và cây này có lực là 145 newton, máy động cơ motor không chổi than. Rồi ok, và đây là cây máy phoang. Cây máy phoang này là 3 chức năng, có đèn báo pin ở đây và đèn chiếu sáng luôn, và máy có đầu kẹp bằng thép Autolock 13mm và có 3 chức năng, chế độ bắn vít, phan gỗ, phan sắt, và có búa để phan tường, phan bê tông luôn các anh. Milwaukee, máy động cơ motor không chổi than ha. Rồi, và bên đây thì có tem mát mã số là Casno 2504-20. Máy chạy vòng tua số 1 là 450 vòng và số 2 là 1700 vòng. Và có số seri ở đây. Cái này thì made in Mexico nha các anh. Đó, thì xuất Mỹ, có chứng nhận COLS là chứng nhận tiêu thụ tại trường Mỹ luôn. Và cái này thì có lực là 45 Newton, có cấp độ số 1 và số 2. Đó. Mẫu mã như thế này, máy có chiều dài chỉ cỡ 17 cm, và máy xài pin M12 XC 4.0 luôn ha. Đó, mẫu mã như thế này đây. Rồi ok, và đây thì combo em giới thiệu với các anh đang xem trên màn hình. Combo này thì giá 5,3 triệu nha các anh. Giá 5,3 triệu, có cái sạc là xài điện 220, sạc pin M12, và đây là cây bắn vít xài pin 2 chấm, và đây là cây phoang xài pin 4 chấm. Như đúng trên màn hình đây, em review giới thiệu với các anh xem, hàng mới chăm chăm, bảo hành 1 năm, các anh yên tâm mua sử dụng ha. Rồi, đây giá 5,3 triệu. Rồi ok, và các anh vừa xem video em review giới thiệu với các anh xem một vài mẫu máy như thế này ha. Hay combo máy phang với máy bắn vít, các anh xem mà có nhu cầu muốn mua bộ combo nào thì hãy liên hệ đến em nha các anh. Có số điện thoại ngay trên màn hình luôn các anh, hoặc là nhắn Zalo với em ha. Rồi ok, và em Thắng Phạm xin cảm ơn các anh đã đón xem và theo dõi video này. Có nhu cầu mua máy thì alo em ha. Rồi em xin cảm ơn, hẹn gặp lại các anh ở video sau ạ. Rồi đây thì em có cây fan Milwaukee, cây fan này thì giá là 999k. Cây fan Milwaukee đây là hàng nhập Mỹ, có số 1 và số 2, rồi chức năng bắn vít và chức năng phan gỗ phan sắt, và có đầu kẹp bằng thép Autolock 13mm và có đèn chiếu sáng. Khá là ok. Máy này là máy có than, giá chỉ 999k thôi các anh. Đây là cục pin M12 2 output là nguồn xả cao, dung lượng là 12.0A. Đây là cục pin này khá là lớn, gắn vào máy nhìn rất là ngầu các anh. Rồi, và bên đây thì nó có cái tem, mã số của nó là Casno 2606-20. Đây có số series ở đây,
Và cây này thì Made in Việt Nam xuất Mỹ, nó có chứng nhận COL là chứng nhận tiêu thụ tại thị trường Mỹ ha.